Chào các bạn nha. Trong video ngày hôm nay, Cường Khúc Khách sẽ chia sẻ với các bạn công thức và cách đổ rau câu sơn thủy. Rau câu ăn vừa giòn béo, thơm ngon lại mát lạnh, rất hấp dẫn. Nếu như mà các bạn muốn biết công thức và cách làm thì mình sẽ chia sẻ để ai cũng thể dễ dàng thành công nha. Rồi bây giờ để làm rau câu sơn thủy á các bạn, thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây là đường ha. Mình có đây là 200g đường. Nếu mà các bạn ăn ngọt nhiều thì các bạn dùng cho mình là 250g ha. Còn ngọt vừa thì là 200g. Còn nếu mà ngọt ít nữa thì mình dùng khoảng 150 mỗi đến 180g. Ngoài đường ra thì mình chuẩn bị là 20g bột rau câu, rồi thêm 50g lá dứa, mình làm có màu xanh nha, rồi 400ml nước cốt dừa, mình sẽ làm có màu trắng, và khoảng 2-3g cái trái dành dành này các bạn. Trái dành dành này mình sẽ làm có màu vàng nha. Trái dành dành này các bạn muốn mua, một là các bạn bấm vào cái đường link bên dưới cái phần bình luận của mình để các bạn mua, còn hai là các bạn ra chợ, các bạn tới những cái quầy đồ khô á. Quầy đồ khô người ta sẽ bán những cái ví dụ như là thảo quả, rồi quế hồi, đinh hương rồi đó các bạn ha. Những cái quầy bán đồ khô ở trong chợ thì sẽ có bán cái trái dành dành này nha. Lá dứa này khi mà mình mua về mình rửa sạch nha các bạn, rồi mình cắt nhỏ ra để mình cho vào trong máy mình xay. Xay lá dứa thì các bạn xay tầm cỡ khoảng 300-400ml nước á các bạn. Mình sẽ lọc lấy 1/2 ha. Mình sẽ bỏ đi 1/2. Thì một lát nữa cách mà lắng lọc làm sao thì mình sẽ chia sẻ. Mình lắng lọc như vậy thì nó sẽ hạn chế được cái tình trạng là rau câu mình nó bị đắng, và cũng như là cái mùi lá dứa nó không được thơm ha. Còn mình lắng lọc thì cái màu nó sẽ đẹp, mùi thơm và nó không có bị đắng nha. Rồi cho nó vào trong máy xay ha. Các bạn đổ vào đây tầm có khoảng 300 đi, 300ml nước. Rồi bây giờ mình sẽ đổ vào đây là khoảng 300ml nước nha. Sau khi mà mình xay nhuyễn xong rồi đó thì bây giờ mình sẽ lọc nó qua một cái rây nha. Các bạn để cho nước lá dứa này mình nghĩ nó cỡ khoảng từ 40-50 phút nha các bạn, để cho nó lắng cái tình chất xuống. Rồi bây giờ về cái dành dành đó các bạn, thì các bạn sẽ lấy cho mình nó cỡ khoảng từ 4-5 trái dành dành nha. Nó tùy vào cái màu các bạn muốn, nó màu nó đậm thì các bạn lấy nhiều ha. Rồi sau đó thì mình sẽ nghiền nó ra. Cái dành dành này thì nó giống như là cái hạt của cái cây cà ri đó các bạn, hay còn gọi là cái hạt điều màu á. Thì mình lấy cái màu vàng từ cái hạt của nó ha. Thì không biết các bạn nào thấy cái trái dành dành này chưa? Đó, thì cái hạt của nó giống giống vậy nè, nó nhỏ vậy nè. Mình nghiền nó ra ha. Mình nghiền để cho nó tróc cái hạt ra là được nha các bạn. Không cần phải nghiền nghiền cho nó nát, nó vụn ra đâu, nó nhuyễn đâu. Sau khi mình nghiền ra rồi các bạn, thì bây giờ mình sẽ đổ vào đây là khoảng 200ml nước sôi. Rồi, mình sẽ để cho cái nước này nè, với lại cái hạt dành dành đây nè, cái trái dành dành đây nè, nó nghỉ có khoảng 10 phút ha, để cho nó ra màu. Sau đó thì mình sẽ chắc cái màu này ra, rồi mình tiếp tục là mình làm thêm một lần nữa với 200ml nước nữa nha. Thì mình sẽ thu được 400ml nước cái hạt của cái trái dành dành. Là có màu vàng nha các bạn. Nha, khuấy sơ sơ lên rồi các bạn để đây ha, cho nó nghỉ có khoảng 50 phút gì đó nha. Rồi mình làm thêm một lần nữa. Rồi mình lọc cái nước này qua cái rây nha. Cho cái phần xác lại vào trong chén, tiếp tục đổ vào đây là 200ml nước nữa nha. Nhớ là phải nước thật là sôi nha các bạn. Nước sôi thì nó mới ra cái màu vàng của nó. Rồi các bạn cũng chờ ha, chờ khoảng 10 phút ha, rồi mình đổ cái nước này thêm một lần nữa là được nha. Đây, cho hết cái màu vào đây luôn nha, là mình thu được 400ml nước dành dành. Nó ra được cái màu vàng như thế này nha các bạn. Nó dành dành này, cái đặc trưng của nó là nó chỉ có màu thôi, nó không có mùi, nó cũng không có vị gì hết ha. Nên là các bạn để mình làm xôi, mình làm chè, nấu chè rồi đó, rồi mình làm rau câu ha, rất là ngon. Rồi bây giờ mình sẽ cắt hai cái gói bột rau câu mình cho vào đây ha, là 20g nha. Trộn đều lên. Nếu bạn nào muốn ăn cái rau câu mình ngon hơn, đậm đà hơn thì có thể cho vào đây thêm một xíu muối cũng được nữa ha, còn không thì thôi. Thường khi mà mình làm kinh doanh là mình nên dằn vào đây một xíu muối nữa nha các bạn. Ăn cái vị nó đậm đà, nó sẽ ngon hơn. Rồi bây giờ mình sẽ đi pha cái phần rau câu màu trắng trước nha các bạn. Sau khi mình trộn đều bột rau câu với đường rồi đó, bây giờ mình sẽ đi pha và mình sẽ để cho nó nghỉ có khoảng từ 30 phút ha, để cho nó nở cái bột rau câu ra, thì các bạn đổ nó không có bị ra nước. Mình để vào trong tủ lạnh lâu luôn cũng được ha, cũng ngon, nó không bị ra nước. Thì mình cho vào đây là một lon nước cốt dừa nha. Nếu mà các bạn muốn ngon nữa thì các bạn mua nước cốt dừa tươi về các bạn vắt ra, nó sẽ ngon hơn. Còn mình dùng nước cốt dừa lon này nè, nó sẽ ít thơm và ít béo hơn nha. Rồi mình cho vào đây là 50g sữa đặc. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây là 500ml nước nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho 1/2 cái lượng đường mà các bạn đã trộn với bột rau câu nè, cho vào đây hết 1/2 nha. Rồi sau khi mình pha xong rồi đó các bạn, thì bây giờ mình khuấy, khuấy cho nó tan đường, tan bột rau câu ra, và mình sẽ để cho cái nồi màu trắng này nè, nó nghỉ có khoảng từ 30-40 phút nha, cho nó nở cái bột rau câu ra. Rồi bây giờ mình sẽ đi pha cái phần lá dứa, thì mình sẽ chắc bỏ đi 1/2 cái lượng nước lá dứa nãy giờ mình để cho nó nghỉ nè các bạn ha. Mình chắc bỏ đi 1/2, mình để cái phần chất lắng xuống bên dưới mình sử dụng thôi.
chắc nó nhẹ nhẹ từ từ ha các bạn, để cho nó chảy cái nước màu trong á, nước trong nó ra ngoài, nó chừa lại phần tinh chất lắng xuống bên dưới thôi. Rồi ha, thì mình sẽ thu được 1/2 cái phần tinh chất lá dứa như thế này. Như đây thì nó cỡ khoảng 150 nha các bạn, 150 á, 150 ml. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây là 50g sữa đặc. À, vani nữa nha, hồi nãy cho cái màu trắng á, mình có cho vani rồi mà mình quên quay khúc đó. Mỗi thứ các bạn cho một xíu vani vào để mình tăng cái mùi thơm cho nó nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho vào đây là 400 ml nước. Rồi 1/2 cái lượng đường đã trộn bột rau câu nè các bạn cho vào đây nha. Rồi ok ha, mình cũng khuấy nha các bạn, mình khuấy cho nó tan đều ra. Rồi mình để cho bột rau câu mình nó nghỉ ha, nghỉ có khoảng 30 phút. Rồi bây giờ còn cái phần bột rau câu với đường còn lại nè, mình cho hết cái phần nước dành dành vào đây. Rồi mình cho vào đây là 50g sữa đặc. Đó, cũng tương tự như vậy ha các bạn cũng khuấy cho cái phần đường và bột rau câu nó tan ra, rồi mình để cho nó nghỉ nha. Đó là mình sẽ ra được cái màu vàng như này nha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt cái nồi nước cốt dừa này lên để mình nấu ha các bạn. Mình nấu cái màu nào trước thì mình nấu cái nồi đó, đổ cái màu đó trước thì mình nấu cái màu đó trước, mình nấu màu trắng trước nha. Nấu rau câu này thì mình sẽ nấu nó cỡ khoảng 15 ha, 15 đến 20 phút để cho cái bột rau câu nó chín, nó nở kỹ ra thì mình các bạn đổ nó mới đông được nha. Hồi lúc mà mình mới bắt đầu nấu rau câu mình không biết đó các bạn, mình không biết là nấu bao lâu. Cái mình nấu xong mình đổ ra mình nó cứ lỏng ngoài nó không có đông được. Là do chưa có đủ thời gian á, cái bột rau câu nó không có nở ra thì mình đổ nó sẽ không có đông được nha. Thì ngoài cái màu trắng của nước cốt dừa, màu xanh lá dứa và màu vàng của dành dành ra thì các bạn có thể là lấy cái màu đỏ từ cái củ dền. Màu đỏ của dền nè, rồi màu đỏ của dâu cũng được ha. Màu đỏ của dâu thì nó ra cái màu kiểu như hồng hồng cũng khá là đẹp. Rồi màu xanh của hoa đậu biếc nè, màu tím lá cẩm. Rồi cái nồi nước cốt dừa sau khi mình nấu được khoảng 15-20 phút rồi đó các bạn. Lúc này thì cái bột rau câu nó tan hết rồi ha. Mình sẽ nhắc cái nồi này xuống bếp để mình đem đi mình đổ vào trong khuôn. Mình sẽ bắt cái nồi dành dành lên nha. Đây ha, các bạn cũng vừa nấu các bạn vừa khuấy như thế này nha các bạn. Cỡ khoảng 15-20 phút để cho cái màu dành dành nó chín, cái bột rau câu nó nở ra. Rồi ha, bây giờ mình sẽ múc mình đổ vào trong khuôn nha. Đó, mình chờ cho cái màu lá dứa các bạn nó được á thì mình sẽ đổ tiếp vào. Cứ như vậy ha, các bạn lặp lại tuần tự nha, đến khi mà nó hết. Rau câu sơn thủy thì nó sẽ khác những cái rau câu mà mình đổ theo kiểu mà từng lớp thì những cái vị nó không có hòa quyện lại với nhau á, mình ăn nó sẽ không có ngon bằng ha. Mình thích cái kiểu sơn thủy này, những cái vị thì nó lại sẽ hòa quyện lại với nhau, ăn rất là ngon nha. Rồi các bạn chờ ha, chờ cũng khoảng 1-2 phút để cho cái bề mặt rau câu này nó hơi xe lại, chứ đừng có cứng nha các bạn, nó cứng thì có thể nó sẽ bị tách lớp ra, nó hơi xe lại là hơi khô cái mặt đó. Mình sẽ đổ cái màu lá dứa lên. Đây ha, cái màu lá dứa sau khi mà nấu xong rồi đó các bạn, thì các bạn cũng đổ như vậy ha, tương tự như vậy ha. Đó, mình đổ cái lớp này nó hòa quyện lại cái lớp kia. Mỗi lần đổ mình đổ ít thôi nha các bạn, đừng có đổ nhiều quá, để cho nó loang lại, loang chung với nhau á. Đó, mình chờ thêm 1-2 phút nữa thì cái màu vàng nó cũng sẽ được luôn nha. Lúc đó mình sẽ đổ thêm cái màu vàng vào. Rồi, cái màu vàng của mình sau khi mình nấu cho nó đông này nè các bạn ha, thì bây giờ mình cũng rưới vào. Đó, các bạn cứ làm tương tự như vậy ha, hết lớp này rồi tới lớp kia, hết lớp này rồi tới lớp kia. Trong quá trình mình đổ cái lớp này và lớp kia các bạn, thì mình không cần phải để cái nồi rau câu trên bếp mình nấu đâu ha. Chỉ khi nào mà nó đông quá thôi, nó đông mà nó cứng quá thôi thì mình mới phải, nó đặc á, nó quá đặc á, thì mình mới phải cho nó vào trong, bắt lên bếp mình nấu thôi. Ok ha, rưới xong rồi bây giờ mình sẽ chờ ha, cứ mỗi một cái lần đổ như vậy thì các bạn cứ chờ khoảng 1-2 phút ha, rồi mình đổ tiếp cái màu khác lên. Làm tương tự như vậy cho đến khi hết nha. Rồi bây giờ mình đổ tiếp cái lớp màu trắng lên ha, hoặc là màu xanh cũng được. Phối màu này thì nó không có cố định, các bạn thích màu nào phối sao thì các bạn phối ha. Ok ha, mình cũng chờ một lát ha, rồi mình đổ tiếp cái màu trắng lên, đổ tiếp cái màu xanh lên. Đây nha, tiếp theo thì mình sẽ rưới cái phần màu xanh lá dứa lên. Cái màu vàng này á, ban đầu các bạn không dùng cái dành dành, các bạn dùng bắp thì vẫn được nha. Nhưng mà các bạn sẽ dùng cho mình là khoảng 300 ml nước thôi, các bạn xay lại khoảng một trái đến hai trái bắp Mỹ á, thì nó cũng ra được cái màu vàng. Và nó sẽ thơm với mùi bắp ha. Còn cái dành dành này thì nó không mùi, nó cũng không có vị gì. Những cái lớp sau á, thì cái rau câu đã nguội rồi thì mình không nhất thiết là phải chờ 1-2 phút ha các bạn, có khi là chờ cỡ khoảng 30 giây thôi hay là mình đã đổ được rồi nha. Đây, khi mình đổ cái lớp cuối á các bạn, thì cái rau câu nó nguội rồi ha, thì nó sẽ hơi đặc, thì mình bắt lên bếp mình nấu thêm xíu nữa ha, nấu khoảng 2-3 phút thôi là rau câu nó nóng, nó sẽ tan chảy ra trở lại nha. Thường thì cái lớp cuối thì nó lâu á. Rồi bây giờ mình sẽ đổ cái lớp rau câu cuối cùng lên nha. Sau khi đổ rau câu lớp cuối cùng lên rồi thì mình tắt bếp, mình để cho nó nguội nha các bạn, để cho nguội hoàn toàn luôn. Rồi mình cho nó vào trong ngăn mát cái tủ lạnh tầm cỡ khoảng 3-4 tiếng là mình đem ra mình ăn được, rất là ngon nha. Đây là cái rau câu sơn thủy đổ 3 màu, màu xanh, màu trắng và màu vàng. Rồi cái phần rau câu sơn thủy của mình sau khi mình để vào trong ngăn mát cái tủ lạnh đó các bạn, thì bây giờ mình lấy ra ha.
Đây bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn xem nha. Nó trời mà nóng, thời tiết nóng, các bạn có một cái hộp rau câu sơn thủy này ăn á, vừa ngon vừa mát lạnh nữa nha. Thơm béo, rất là hấp dẫn. Ok ha, thì hy vọng rằng qua video này Cười Khúc Khích đã chia sẻ với các bạn công thức và cách làm rau câu sơn thủy. Hy vọng rằng là các bạn sẽ thích món rau câu này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.